Chào mừng các bạn quay trở lại với Tech Room. Và trong năm 2019 là một năm cực kỳ phát triển với nhiều công nghệ mới mẻ được áp dụng vào những chiếc điện thoại chúng ta sử dụng hàng ngày. Rất nhiều thứ tưởng chừng như là của tương lai thì đã nhanh chóng được áp dụng trong năm 2019 trên những thiết bị di động nhỏ gọn và tương đối rẻ tiền. Tuy nhiên, giữa những thứ mới mẻ đó thì không phải công nghệ hay là phương thức nào cũng thực sự thành công và áp dụng nhanh chóng được người dùng đón nhận. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với một số cái giải pháp mà các hãng đưa ra, cuối cùng kết quả lại không được như mong muốn. Hay là nói quá như tiêu đề một chút cũng được. Năm thất bại trong 2019 của thương hiệu công nghệ. Cú phốt đầu tiên trong năm chắc chắn không thể không kể đến Nokia 9 PureView. Chiếc máy này được ra mắt với rất nhiều kỳ vọng từ khoảng cuối năm 2018 về việc chiếc máy có 5 camera và thiết kế cũng như tính năng về camera sẽ tỏ ra vượt trội so với phần còn lại của thế giới smartphone. Trong khi những hãng khác đang còn loay hoay cố gắng với 2 hay 3 camera thì Nokia 9 PureView đã lít lộ ra những tin đồn liên quan tới 5 camera của mình. Tuy nhiên khi ra đời thì chiếc máy này có quá nhiều vấn đề. Chưa kể đến chuyện ngoại hình quá ư là kỳ quặc, y như là ổ nhìn nhện đằng sau lưng với nguyên 6 cái lỗ, thì sản phẩm này bị đánh giá thấp bởi vì cấu hình nó mang lại là không hề tốt so với mức giá nó đưa ra, cũng như trong năm 2019 chỉ là chiếc Qualcomm Snapdragon 845. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề lớn nhất. Cái cụm camera được kỳ vọng mang lại chất lượng ảnh vượt trội của chiếc máy này thì đáng tiếc lại cũng không mang lại chất lượng ảnh vượt trội được, mà còn tệ hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Hay nhiều chiếc smartphone khác chỉ có 3 hay 4 camera. Một vài vấn đề liên quan tới máy ảnh của Nokia 9 PureView, ví dụ như máy ảnh xử lý chậm, xử lý sai với thực tế, chụp đêm kém và vân vân, nhiều vấn đề liên quan nữa khiến cho Nokia 9 PureView nhanh chóng mất hút và chiếc máy này cũng không được đưa về Việt Nam để chúng ta còn chơi thêm. Công nghệ thứ hai tưởng như là cú hích trong năm 2019 chính là vân tay siêu âm đặt bên trong màn hình, mà người tiên phong chính là Samsung. Những chiếc Samsung Galaxy S10, S10 cộng sử dụng cụm cảm biến vân tay đặt bên trong màn hình được sản xuất bởi Qualcomm và công nghệ đã sử dụng là Sense ID, tức là công nghệ siêu âm, chứ không phải là Clear ID giống như những cái cảm biến vân tay quang học mà nhiều hãng điện thoại Trung Quốc đưa ra trên thị trường. Cái công nghệ này được cho là có khá là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là độ ổn định cao, chính xác và tốc độ mở khóa nhanh hơn. Khả năng bảo mật của công nghệ này cũng tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với cảm biến 2D truyền thống. Tuy nhiên cái sản phẩm này khi mình cho ra mắt thị trường đáng tiếc lại chỉ được tốt trong một khoảng thời gian đầu. Sau đó càng nhiều vấn đề của cái công nghệ này được đưa ra, ví dụ như mức độ ổn định hay khả năng sử dụng khi vân tay bị ướt trên những chiếc vân tay này cũng không thực sự được như quảng cáo. Vấn đề nghiêm trọng hơn xảy ra khi mà tới khoảng giữa năm vừa rồi thì nhiều ngân hàng đã từ chối việc thanh toán thông qua những chiếc Galaxy S10, M10 Plus sử dụng Sense ID bởi vì khả năng bảo mật của nó có vấn đề với những miếng dán màn hình bên thứ ba. Đó là một cú phốt khá là lớn trong năm vừa qua đến từ Samsung, và thương hiệu này cũng đang cân nhắc về việc không trang bị Sense ID trong những thế hệ Galaxy tiếp theo. Cái vấn đề thứ ba mình chia sẻ có thể sẽ có nhiều tranh cãi một chút, bởi vì nhiều người cho rằng nó là những cú hích công nghệ lớn trong năm vừa rồi, chính là màn hình gập và 5G. Tuy nhiên đứng từ phương diện của mình thì tốc độ phát triển so với kỳ vọng của những công nghệ này với người tiêu dùng là vẫn chưa đủ. Riêng với màn hình gập, chúng ta đã thấy khá nhiều vấn đề liên quan tới Huawei Mate X hay là Galaxy Fold bị lùi ngày, bị lỗi liên quan tới màn hình liên tục. Đó là vấn đề chúng ta không thể tránh khỏi. Dù Fold có lẽ là cái sản phẩm hoàn thiện tốt nhất và bán tại Việt Nam được nhiều người dùng đón nhận, nhưng mà so với tiềm năng phát triển của công nghệ màn hình gập thì năm nay có lẽ là vẫn đi hơi chậm. Thứ hai là 5G. Vấn đề của công nghệ này không đến từ những nhà sản xuất điện thoại mà đến từ nhà mạng. Có vẻ như lần này không phải là nhà mạng đi trước, các nhà sản xuất điện thoại mới đi theo sản xuất cái công nghệ mạng cho những chiếc điện thoại đó, mà các nhà sản xuất điện thoại có vẻ đang gọi là cầm đèn đi trước ô tô. Có thể thay vì 2019 thì 2020 sẽ là năm bùng nổ của cả màn hình gập và công nghệ 5G. Thay vì vấn đề thứ ba gây khá nhiều tranh cãi thì mình nghĩ tới vấn đề cuối cùng này ai cũng sẽ đồng cảm với mình, đó chính là Google Stadia. Tưởng chừng là bom tấn, cuối cùng là bom xịt đến từ Google. Mình thật sự rất trông chờ cái công nghệ cũng như phương thức mà stream game ngay cực kỳ tương lai này đến từ Google với giá bán nghe tương đối là phải chăng. Nhưng mà cuối cùng những thứ mà Google cho lại với người dùng, thật sự mình nghĩ họ nên dẹp cái này đi sớm và chúng ta nên chuyển qua dùng những cái công nghệ stream game khác. Google Stadia ngoài việc bắt chúng ta phải trả tiền thuê bao hàng tháng thì họ còn bắt chúng ta phải trả tiền mua game để mà chơi. Đó là mức đầu tư rất là lớn. Thay vì như vậy chúng ta sẽ lựa chọn chơi game console hay build một dạng PC sẽ tiện lợi hơn. Thứ hai là những cái thứ mà Google quảng cáo về tốc độ đường truyền cao, chất lượng hình ảnh tốt, độ trễ thấp là phi thực tế và hoàn toàn không có thật. Những người đầu tiên được trải nghiệm công nghệ này sau một khoảng thời gian dài delay thì cho biết trải nghiệm nó vô cùng tệ. Google quảng cáo là họ chơi game được 4K nhưng mà thật ra chất lượng hình ảnh chỉ là Full HD, độ trễ lại cao và đặc biệt là FPS cho ra là không hề ổn định một chút nào. Tuy nhiên đầu năm mới thì đi bóc phốt toàn bộ thế này nghe cũng không hay ho cho lắm, nên mình hứa thì sau video lần này mình sẽ làm nguyên một series để mà nói về những công nghệ hiệu quả cũng như những chiếc điện thoại tốt nhất trong năm 2019. Các bạn nhớ subscribe kênh Tech Room để đón theo dõi nha. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi video lần này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.